Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music và các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đang nhấp nháy trên màn hình. Đây là lịch phát sóng theo chủ đề trên kênh để các bạn có thể trả lời bài giảng một cách chủ động hơn. Hiện tại thì mình đang bán các bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí, bán đồ phòng thu, nhận dạy hòa âm phối khí, nhận hòa âm phối khí cho sáng tác mới và các content cho kênh YouTube Music, rất là mong anh em ủng hộ. Ngoài ra thì mình còn có một cộng đồng trên Facebook và một cộng đồng trên TikTok, rất là mong anh em tham gia cùng mọi người cho vui. Đây là bộ video mình đã làm được. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một bài hướng dẫn là làm sao để soạn bè cho lead. Như các bạn đã biết thì đối với lead, các bạn khi mà các bạn bị mỏng, không nổi trên nền nhạc thì hoàn toàn các bạn có thể layer để tạo thêm các cái giải tần số harmony phía trên quãng 8, phía dưới quãng 8 hoặc là mở rộng giải stereo của các bạn ra. Tuy nhiên trong trường hợp mà âm thanh của bạn vẫn chưa đủ dày thì các bạn có thể là tham khảo một cách đó là viết harmony, tức là bè, nhưng với mục tiêu là bè quãng 5 hoặc quãng 3, nó không giống bè quãng 8 khi bạn nâng lên một cái là xong, thì bè quãng 5 và bè quãng 3 liên quan khá nhiều đến nhạc lý. Và hôm nay thì mình sẽ đến với cái phần hướng dẫn cho các bạn viết bè quãng 3 một cách cơ bản nha. Ok, và hôm nay thì mình sẽ rất là vui vì được giới thiệu với các bạn một cái project mà mình làm trong thời gian gần đây. Và khách đồng ý cho mình có thể sử dụng cái này trong hướng dẫn. Và bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe nhé. Ok, và đó là project mà hôm nay chúng ta sẽ lấy làm ví dụ. Và đây các bạn nghe phần lead. Ở đây thì nó chỉ có các bè quãng 8 trên và quãng 8 dưới thôi. Các bạn nghe giai điệu của nó thì sẽ vẫn giữ nguyên. Rồi ok, và khi mà bè các bạn sẽ tập trung vào cái tần số chính giúp mình nhé. Các bạn giúp mình clone thành hai cái lead chính nhé. Rồi, cái lead đầu tiên các bạn sẽ giúp mình đặt vào một cái scale là tông của bài nhạc. Các bạn vào phần này. Tông bài nhạc của bạn là gì thì bạn sử dụng cái đấy nhá. Các bạn major hoặc là minor nature thì tùy. Bài này mình chọn là tông pha thăng trưởng thì mình sẽ đặt pha thăng trưởng và mình copy ra nhiều quãng 8 để tránh cái trường hợp là nó nhảy lên quãng 8 bị cao quá và mình không tính được. Rồi ok, như các bạn thấy là có một vài nốt nó nhảy ra khỏi thì bản chất cái bài này của mình lead có một vài đoạn ly điệu cho nên là mình sẽ chỉ ví dụ ở những đoạn mà nó trùng thôi nhá. Đó, toàn bộ âm thanh trong 6 ô đầu tiên nó sẽ trùng với cái hòa âm của chúng ta. Đó. Rồi, ok, việc tiếp theo các bạn copy cái lead này giúp mình. Đó. Các bạn nhớ là tắt cái lead để đặt scale đi nhé, không tí nữa nó ồn lắm. Rồi, và bây giờ thì quay lại với cái lead 1 thăng 3. Các bạn dán vào giúp mình. Sau khi dán xong, các bạn giúp mình nâng lên 4, 1, 2, 3, 4. Thì khi mà các bạn bè quãng 3 thì gồm có quãng 3 trưởng và quãng 3 thứ. Tuy nhiên thì trong cùng một hợp âm, không phải nốt nào cũng bè bằng quãng ba trưởng, không phải nốt nào cũng bè bằng quãng ba thứ. Hiện tại thì khi mà mình nâng lên 4, tất cả đang là quãng ba trưởng. Và trong trường hợp cái giai điệu của chúng ta khi nào cần bè nốt quãng ba thứ thì nó sẽ ra những cái nốt nằm ngoài hợp âm. Bình thường nó là quãng ba thứ thì nó sẽ nằm ở bên dưới, nhưng bây giờ khi mà các bạn tăng thành quãng ba trưởng nó bị sai và nó sẽ nằm ngoài hòa âm. Và bây giờ thì cái nhiệm vụ của chúng ta ở cái phần bên này thì mình sẽ nâng lên một quãng 8 nhá để nhìn cho nó dễ hơn. Rồi ok, và nhiệm vụ của chúng ta là chọn tất cả những nốt nhạc nằm ngoài hòa thanh và các bạn hạ xuống 1 giúp mình. Rồi, ok, để mình ví dụ lại. Trước khi mà mình điều chỉnh, nó sẽ bị phô như thế này. Bay tông là có thật. Và bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh, mình click vào đây. Mình hạ xuống. Hạ xuống. Rồi, tìm tất cả những cái điểm nằm ngoài hòa thanh nhá. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta cùng nghe giai điệu sau khi bè. Các bạn nghe thấy nốt này cũng khá là cấn đúng không? Bởi vì cái nốt này nó không nằm trong ngũ âm. Đó, thì khi mà hai nốt liền nhau như thế này, thì các bạn thấy có hai nốt liền nhau và nó chỉ đứng một mình thôi. Nó không đi kèm, ví dụ như ở bên trên này, nó là hai nốt ở bên dưới hay hai nốt bên trên gần nhau thì không vấn đề gì. Nhưng đối với nốt đi gần nhau như thế này thì các bạn nâng lên giúp một giúp mình.
Rồi, ok, và mình sẽ cắt bỏ từ hợp âm thứ 7 trở đi, bởi vì đoạn đó là đi điệu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe âm thanh trước khi bè và sau khi bè nhé. Đây là trước khi bè. Chúng ta sẽ ghép vào toàn bộ bản phối trước khi bè. Sau khi bè. Để các bạn có thể nghe ra sự khác biệt nhé. Ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để tạo bè quãng 3 cho một đoạn lead như thế nào. Mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye!